Khởi My khoe tài nấu ăn đảm đang sau khi kết hôn. Kể từ khi về chung một nhà, Khởi My và Kevin Khánh ít tham gia các hoạt động trong showbiz. Vì thế, cuộc sống hôn nhân của đôi vợ chồng luôn khiến nhiều người quan tâm. Sau hơn 3 năm kết hôn, hai vợ chồng chỉ tập trung tận hưởng và thỏa mãn những thú vui cùng nhau. Rất hiếm khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân cũng như khối tài sản siêu to khổng lồ trước công chúng. Cho đến mới đây, dân tình là được dịp trầm trồ khi Khởi My đăng tải hình ảnh check-in trong căn hộ xịn sò và khoe khéo bữa sáng được ai đó nấu cho. Trên trang cá nhân, cô viết, khi nhà bạn có đầu bếp. Được biết căn hộ của Khởi My và Kevin Khánh nằm ở tầng cao nhất của một tòa cao ốc, có tổng diện tích lên đến 300m² và được trang bị hệ thống nội thất tối tân, hiện đại. Ở phần bình luận, rất đông bạn bè và khán giả đã liên tục bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc sống hạnh phúc viên mãn của cả hai. Mới đây, Khởi My và Kevin Khánh sau bao ngày ấp ủ đã có thể hé lộ căn hộ sang trọng nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà cao ốc. Những hình ảnh đầu tiên khi chỉ vừa hoàn thiện cũng đủ khiến người xem ngất ngây bởi thiết kế đẹp mắt và vô cùng tinh tế. Các góc nhìn về mặt ánh sáng, vật liệu hay cách bố trí và cách sắp đặt không gian khiến Khởi My cũng tự khen rằng trong nhà mình chẳng khác gì những quán cà phê xịn xịn như các bạn trẻ thường check-in. Được biết tổng diện tích của căn hộ sang chảnh này lên đến 300m². Trước ngôi nhà mới quá khang trang này của đôi vợ chồng, nhiều shop Việt đã bày tỏ sự yêu thích và khen ngợi. Hoàng Yến còn chia sẻ lại và nhắn nhủ: mình nói chị My đúng là hình mẫu lý tưởng của mình, lo lắng cho mẹ đầy đủ, sau đó lấy chồng, ở nhà to, chơi game, tập gym, sướng. Nhiều người còn trêu rằng căn penthouse sẽ có quán cà phê và tiệm net để bạn bè có thể thoải mái vui chơi khi đến thăm nhà của Khởi My và Kevin Khánh. Khởi My tiết lộ ông xã cũng sẽ trang trí nhiều hoa trong căn hộ để vợ chụp ảnh sống ảo. Anh chàng Chris Van thậm chí còn rất liêm sĩ khi hóng hỉnh đùa vui: chị ơi, có mướn người ở không? Em chuyển sang liền. Quả thật, đứng trước căn hộ tiện nghi và sang chảnh như vậy, đâu có gì lạ khi chàng streamer lại muốn sang ở ké ngay và liền. Từ khi kết hôn, cặp đôi Khởi My và Kevin Khánh đã hạn chế xuất hiện tại các sự kiện của showbiz Việt mà dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Vốn là cặp đôi trai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.